Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Kazu của nhóm Double Wish. Bây giờ Kazu đến chùa Lurong nè, là quận chính. Mọi người biết chùa này hả? Chùa Lurong là cực kỳ đặc biệt, rất đẹp. Ngày hôm nay trời nóng nè, mồ hôi nhiều, nó không sao. Chùa này là đẹp. Bây giờ Kazu suy nghĩ nhiều nên hơi hơi mệt, nhưng không sao. Hôm nay đến chùa này để khỏe lại sạc trong tâm của mình nha. Ok, hãy đi thôi nha. Ok. Sự thật là Kazu không biết về lịch sử của chùa này nha, nhưng mà nhiều người nước ngoài là biết chùa Lurong, tại vì là công ty du lịch giới thiệu về chùa này nha, là rất rất đẹp nên hấp dẫn. Sự thật là Kazu đến ở đây một lần rồi, hôm nay là lần hai nha. Không sao, thường đẹp nha. Này, tới rồi, đây là chùa Lurong. Quá đẹp. Ta đi vào nha. Mọi người biết game Dragon Quest không? Trong Dragon Quest có chùa như này nha, không phải chùa nè, là thành nha. Đẹp. Mọi người biết là phim Your Name có cảnh như này nha, là hai người á vượt qua nhà nè, sau đó là nhà ra hai đó là đã gặp rồi nhưng không nhớ. Cuối cùng là もう少しだけでいい。あと少しだけでいい。か。 Là đi lên. Bây giờ đi lên rồi. Cái này tìm biết lại cái gì. Thoải mái à. Là sắc trong tâm trên mồ hôi. Này đẹp quá. Và room này lớn nè, room nè, lớn và room. Nhưng mà tái được à? Tái được không? Bên kia có landmark nè. Có thể là bên kia là còn nhất hoặc là còn bình thành nữa. Tái được nè. Wow. Nên là nếu mà khi ngày Tết có pháo khóa nữa là em làm được nha, nhưng mà không biết chắc chắn đúng người nha, là ở đây đúng người. Để cho một cái chất khách dạ bao nhiêu tiền. Yeah.
mưa cho tắt rồi. Hiện nay có nhiều trời mưa, nhưng hôm nay không có mưa, rất thất vui nha, nhưng rất nóng, chảy mồ hôi nhiều. Mà không sao nè, uống trà tắc thì sẽ mất nha. Nếu mọi người sẽ có vấn đề hoặc là suy nghĩ nhiều thì hãy đến chùa nè, các chùa để sạch trong tâm. Hãy đến Durum Pagoda nha. Nếu thích video này thì hãy like, share, subscribe và hãy đến chùa Durum nha. Bye bye. Cảm ơn quá. Yo. Night and morning.